Xin chào các bác, lần này em đây. Hôm nay em lại bỏ cái máy này ra, đã dùng được hơn 1 năm rồi, 2 năm, sang năm nay năm thứ hai. Đấy, trước khi cất đi thì em đã rửa sạch và đóng vào cái hộp này. Hộp nguyên si của nó vẫn còn nguyên bản, giấy tờ vẫn đầy đủ. Đây là cái sạc pin, đấy, các bác đã biết đúng không? Đây là cái dây sạc. Máy nước này em đóng đầy hộp Hà Nội. Này em bỏ ra cho các bác xem là máy có bị làm sao không nhá. Đấy, hộp. Hộp. Máy hộp của em đây. Đây là cái dây sạc. Đây là cái máy. Máy này là máy mới đầu ra ra lần đầu tiên em mua là tính tiền ở Việt Nam cũng rơi vào cỡ tầm 1 triệu ấy. 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Máy rất còn mới. Dùng được 2 năm, năm nay năm thứ hai rồi. Đấy. Đây là quạt. Cánh quạt. Đây là nước nguồn, đây là chỗ này để đổ nước vào, đây chỗ đổ nước vào, đây là cái mành mở. Em sẽ mở cái mành này ra xem là để trong vòng 1 năm em nó có bị làm sao nhá, bởi vì trước khi không dùng nữa thì em đã rửa sạch sẽ đầy đủ và phơi khô. Đấy, và phơi khô thì bây giờ em bỏ ra, năm nay em nóng này em bỏ ra em dùng xem là nó có ảnh hưởng gì không. Đây, bên trong đây, bên trong cái quạt đây, bác có nhìn thấy không? Em sẽ bật đèn ra soi bên trong xem cho các bác xem bên trong có những cái gì nhá. Đấy, bên trong cái quạt đây. Có mỗi cái cánh quạt. Đấy, mạch điện thì bên trên đây. Dưới đây thì đựng nước. Rất chi là vẩn. Đấy, đấy, cánh quạt đấy. Make in China. 12V DC. Trong không có một cái gì. Rồi. Đấy. Bây giờ em cho các bác xem cái giấy thấm nước nha. Bây giờ nó để 1 năm này, rất là ố vàng. Đấy. Mà trước khi em trước khi em không dùng nữa thì em đã giặt sạch này. Nếu mà các bác mà để lâu nhá, cái quạt lâu ấy, trong vòng tháng tháng là những cái bụi ấy ở cái trong phòng của các bạn ấy, bụi nó sẽ dính vào đây từng lớp một. Đây là mình phải thường xuyên mình vệ sinh ấy đi. Nên là mình vệ sinh nhiều là nó bị xước những cái giấy này ra. Em phơi khô rồi, phơi khô mà đến bây giờ để 1 năm cho hộp, để 1 năm bây giờ nó mốc mốc đen đi, không biết bây giờ làm sao để cho nó khô được ấy, à, cho nó sạch được. Đấy, chắc để em nghiên cứu xem là làm sao để nó sạch được cái bẩn này. Nên em đập hộp cho các bác là cái máy cũ em dùng rồi dùng rồi để các bác xem nhá. Đấy. Bác nhiều các bác rất là quan tâm đến cái máy này nên là em cũng review lại cái sản phẩm em đã dùng rồi cho các bác xem. Các bác có ý kiến gì thì cho em ý kiến ở dưới video nhá. Đấy, đây là cái sản phẩm của em đã dùng 2 năm thì nó sẽ ra như này. Đấy. Video sau video sau thì các bác sẽ xem cái
mảnh này này em sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi nhá. Bây giờ em sẽ mang đi vệ sinh sạch sẽ, video sau em sẽ quay cho các bác xem nha. Mới em thử thôi, thử nghiệm thôi. Đây là em cho các bác xem là sau 1 năm là nó như thế này. Mình để cất đi, cho hộp cất đi thì sau 1 năm bỏ ra nó sẽ mốc đen như này. Đấy, đen xì. Đen. Này là cái mạt hay cái gì đen. Đấy, video sau em sẽ cho các bác xem là nó bị làm sao, nó có sạch được không nhá. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.